Các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh vlog Holiday Sadec. Và nay lại tiếp tục lên lô cây phô Mỹ. Trước mắt các bạn là cây mã số đầu tiên, mã số 1, 280k mã số 1. Thì hôm nay mình sẽ lên dùng loại bình dân nha các bạn, tầm 200, tầm mấy 200 thôi nha. Rồi ok, trước mắt các bạn là 280k mã số 1, cây của đặc nha các bạn. Của đặc rễ sắn rất là đẹp. Tàn thì tàn bonsai nha anh em, bên bonsai dáng này cũng dễ chỉnh sửa nha. Thông số nó anh em so sánh cái thân với chai bia cho mình nha. Đây cái thân và chai bia, thân cũng khá là lớn đó các bạn. Và cây này thì anh em về chơi bonsai thì cũng rất là dễ sửa. Chiều cao của nó tên dưới 55cm nha anh em. Rễ thì nó sắn đánh đặc rồi anh em ơi. Rồi mình xuống cây luôn các bạn. 280k mã số đầu tiên. Ở ngoài trước mắt các bạn là 280k mã số 2. Củ tròn to, tàn thiên nhiên tam tài, chi cành phân tán đầy đủ. Anh em về chỉnh bonsai cũng rất là dễ sửa dáng. Thông số anh em so sánh với chai bia giùm mình, cao trên dưới 50 đến 55cm luôn anh em. Rồi giao luôn anh em 280k mã số 2 các bạn. 280k mã số 2 nha. Rồi anh em quan sát các bạn xuống cái luôn anh em ơi. Củ tròn đều thôi nha. Rồi xuống cái luôn các bạn. Vâng, ngoài chia tay dòng là 280k, chúng ta đến 250k, một cái cây tàn thiên nhiên, tàn rất là đều. Anh em về bên ngũ sắc hay là ghép cầm thạch gì tàn thiên nhiên thì đều được hết nha. Và hoành đế thì cũng khá là to, những cọng rễ con này mình mới khui xào bầu xong đó, mình chưa có vệ sinh nha, chưa có xịt rửa gì hết, rơm rã rất là nhiều. Anh em chỉ cắt tỉa thì xe đạp trai lên ngay thôi. Tàn thì rất là đều anh em, tàn bố trí tàn rất là đều nha, củ cũng rất là tròn đều. Giao luôn em 250k mã số đầu tiên, mã số 1 là mã số nhất 250k nha các bạn. Rồi anh em thấy củ to ghê không? Xuống cây luôn bạn ơi. Và chia tay dòng loại 250k, chúng ta đến với 220k mã số đầu tiên, mã số 1. Một cây tam tài luôn anh em, tàn thiên nhiên tam tài, phom đế cũng khá là cao, bầu đế cũng khá là đều đẹp. Còn rễ này săn đánh rất là tự nhiên nè anh em, săn đánh như cọng dây xích luôn, rất đẹp nha. Rồi anh em quan sát các mình xuống cây luôn anh em ơi. Xuống cây luôn bạn. Và chúng ta tiếp tục đến với dòng loại 220k mã số 2, một cây thân thú bonsai lùng lực, củ đế rất là đẹp, dáng chuẩn bonsai luôn nha anh em. Anh em về bên đấu treo cũng phù hợp luôn nha. Rễ thì đánh rất là đẹp, nó bó với nhau luôn anh em ơi. Đó, 220k thôi, mã số 2. Còn xuống cây luôn các bạn. Cũng là một cây thân thú đấu treo, 220k mã số 3. Cũng là mã số cuối cùng của dòng loại 220k. Đó, anh em quan sát tổng thể mình, anh em có thể bên đấu treo cũng được nha. Cây này làm bonsai cũng khá phù hợp nha anh em. 220k mã số 3, mã số cuối cùng mình xuống cây luôn các bạn. Và chia tay dòng loại mà 202, chúng ta đến với 200 mã số duy nhất. 200k mã số duy nhất nha các bạn. Một thân một cốt, một thân rất là cao và củ đế thì rất là bự, to và đẹp. Củ này dơ bẩn quá anh em, vệ sinh cho mình nha, mình mới khui bầu, mình chưa vệ sinh. Cắt tỉa sơ sơ thôi. Rồi ok, anh em quan sát cái tổng thể củ cũng khá là tròn nha anh em. Phong đế rất là cao. Rồi anh em quan sát cái mình xuống cây luôn nha anh em. 200k, 200k chẳng nha. 200k mã số đầu tiên, mã số duy nhất, xuống cây luôn bạn. Và sau khi chia tay mã số 200 duy nhất, chúng ta đến 108 mã số đầu tiên. Số 1, thân thú bonsai, phong đế cũng rất là cao, cây cũng đã cắt tỉa sơ sơ. Rồi ok, anh em quan sát tổng thể mình xuống cây nha anh em. 180 mã số 1 nha. Rồi xuống cây luôn các bạn. Và chúng ta tiếp tục đến với 180k mã số 2 các bạn. Thân thú bonsai luôn, phong đế rất là cao, dáng chuẩn bonsai luôn nha anh em. 180k nha, phong đế rất là đẹp. Và anh em quan sát mình xuống cây luôn anh em, số 2 nha. Và sau khi chia tay cái con thú bonsai số 2, chúng ta đến số 3, tàn thiên nhiên, cây tam tài. Đế thì rất là nơm anh em, đế thì rất là nơm nha. Nhỏ to dần xuống, đế rất là đều nha anh em. Cục đế này mới mốt anh em mà nuôi tương lai á, rất là đẹp. Rồi 180k mã số 3, xuống cây luôn các bạn. Và chia tay số 3 thì chúng ta đến 180 mã số 4, mã số cuối cùng dùng loại 180k. Anh em quan sát bầu đế rất là đẹp nha anh em. Cũng tàn thiên nhiên luôn anh em. Thóc thân cũng khá là cao nha, thóc thân cao khoảng trên dưới 65-70cm. Và đế thì cũng rất là đẹp nha. 180k mã số cuối cùng, mã số 4 nha các bạn. Xuống cây luôn các bạn ơi. Và chúng ta chia tay dòng loại 180k, chúng ta đến với 160k mã số đầu tiên, mã số 1, một con bonsai thân thú. Rất là đẹp, phong đế rất là cao, dáng cũng chuẩn bonsai nha anh em. 160k nha. Rồi anh em quan sát tổng thể mình xuống cây luôn nha anh em. 160k mà chúng ta có được con thú này quá đã anh em. Xuống cây các bạn. Và chúng ta tiếp tục đến với mã số 260k các bạn.
Rồi còn bonsai ngay dáng quái nha. Rồi anh em quan sát vọng mình xuống cây luôn các bạn. 160k mã số 2 nha các bạn. Xuống cây luôn các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với 160k mã số 3. Một cái cây đế rất là nơm, đế rất là to. 160k này mình cắt tỉa vệ sinh thì bầu đế rất là đẹp nhé các bạn. Này mình mới khui bầu mà mình chưa cắt tỉa nè. Làm sơ sơ không có thời gian các bạn. Rồi 160k một cốt thoát thân rất là cao nha anh em. Trên dưới 70cm nha. 160k. Rồi xuống cây luôn các bạn. Và chúng ta tiếp tục đến với 160k mã số 4. Một cái con thú rắn quái nha anh em. Cảm giác như nó như một con rắn đang trường nha. Bỏ lắc lư lắc lư lắc lư lên rất là đẹp. Rất là bài luôn. Dáng rất là quái. Tàn thì cũng rất là đều. Em chơi bonsai cũng rất là phù hợp. Thân nó lượn lắc rất là đẹp nè. Rồi 160k nha anh em. 160k mã số 4. Xuống cây luôn các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với 160k mã số 5. Một con thú bonsai nha anh em. Một con thú bonsai mã số 5 nha anh em. 160k. Rồi anh em quan sát xuống cây luôn các bạn. Rồi xuống cây luôn các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với mã số cuối cùng. Nhiều loại 160k. Một con chân rất là dài các bạn. Không đế rất là cao nha. Tàn tàn thiên nhiên tâm tài luôn. Chúng ta tiếp tục đến với 160k mã số cuối cùng nha các bạn. Một con tàn thiên nhiên không đế rất là cao. Rồi anh em quan sát tổng thể của mình xuống cây luôn các bạn. Xuống cây luôn các bạn. Chỉ mất các bạn là 140k mà số duy nhất các bạn. Con cây này con cày mình làm không kịp các bạn. Hàng thì mình còn rất là nhiều nhưng mà mình không có thời gian mà làm á. Nên là mình lên con số rồi. Video ngày nay cũng không được bao nhiêu cây nha anh em. Anh em ví dụ có anh em xem video á, ví dụ anh em xem thì mình đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông nha để nhận thông báo nha. Chứ nhiều lúc mà anh em mà gọi á, coi hay chậm hàng sẽ đi hết nha anh em. Em phải nhấn vào cái chuông để nhận thông báo sớm nhất nha. Rồi con bonsai thằng thú nữa, con bonsai mini này thì mình giao lưu anh em 140k nha anh em, ở số duy nhất. Xuống cây luôn các bạn. Và con này thì mình giao lưu anh em là 120k luôn nha các bạn. Một con rắn quái nha. Trường nó bò la liệt rất bạn. Dáng rất là quái, 120k nha các bạn. Rồi mình xuống dòng này thì mình lên combo nha các bạn. Mình có anh em có 3 combo nha. Rồi tiếp tục combo đầu tiên. Trước mắt các bạn là combo đầu tiên các bạn. Combo này mình gồm có 6 cây nha các bạn. Vô 6 cây mà giao lưu anh em 500k nha. 500k chúng ta có 6 cây. Cái đầu tiên là cái số 1 nha. Đầu tiên. Dáng cũng rất là chuẩn nha anh em. Rồi cây thứ 2. Thân thú bonsai luôn. Đây, cây thứ 3 cũng dáng rất là đều chuẩn nha anh em. Ủa rất là quái nha. Còn 3 cây còn lại thì dưới trên bàn quay nè anh em. 3 cây còn lại. Ok chưa? 3 cây nha. 1 2 3. Với đầy 3 này là 6 nè. 6 cây nha. 6 cây này mình giao lưu anh em 500k nha anh em. Rồi tiếp tục combo số 2 anh em. Và chúng ta tiếp tục đến với combo thứ 2 anh em. Combo này thì chúng ta gồm có 5 cây. 1 cây. 2 cây dáng cũng rất là quái nha anh em. 3 cây. Và 2 cây trên bàn xây chúng ta có được đây cây này dáng cũng quái nè anh em. Và chúng ta có 5 cây. Một combo này mình giao lưu 5 cây này mình giao lưu 400k nha anh em. Rồi anh em quan sát cái mình xuống cây luôn anh em. 400k bộ combo 5 cây nha. Rồi xuống cây luôn các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với combo thứ 3 là mã số combo 3 nha, mà combo cuối cùng nha. Thì đây là cây đầu tiên. Dáng cũng rất là phân chia rất là đều nè. 1 cây. 2 cây, 3 cây và 4 cây nha. 4 cây này mình giao lưu anh em 300k nha anh em. 300k bộ combo này 300k 4 cây nha anh em. Rồi xin cảm ơn anh em đã luôn luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube của vườn mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video gần đây nhất. Xin cảm ơn.